tử vi tuổi Sửu năm 2023. Quý Mão được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Sửu ở phương diện công danh sự nghiệp. 1. Tổng quan vận hạn của người tuổi Sửu năm 2023 Quý Mão. Năm 2023 Quý Mão tiếp tục được coi là một năm nhiều khởi sắc với người tuổi Sửu trên nhiều phương diện. Tổng quan như sau. Tài lộc, trong năm nhờ có ngũ hành tương sinh, lại có các tài tinh chiếu mệnh nên người tuổi Sửu tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài đắc tài, khởi sự thuận lợi đúng như mong muốn. Công việc, nhìn chung vẫn có sự phát triển tốt. Những kế hoạch đặt ra đều được tiến hành suôn sẻ, khó khăn cũng có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ. Năm nay người tuổi Sửu có dấu hiệu dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Cơ hội và thách thức song hành, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Tình cảm, khá êm đẹp. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình. Có người đồng hành chung bước sẽ khiến bạn thêm hăng hái phát triển bản thân. Các cặp đôi cũng có bước tiến mới trong mối quan hệ, gia đạo ấm êm. Sức khỏe, không quá khả quan. Bạn nên dành thời gian chăm sóc bản thân cũng như các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh chiếu mệnh chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. 2. Tử vi công danh, sự nghiệp tuổi Sửu năm 2023. Quý Mão được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Sửu ở phương diện công danh sự nghiệp. Tiếp đà từ năm trước, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt. Có cả cơ hội và thách thức song hành, chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt, bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. Con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2023 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần, đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa nhanh hơn. 3. Tử vi tài lộc tuổi Sửu năm 2023. Xem tử vi 2023 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng. Người tuổi Sửu chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2023 này. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt. Các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của Sửu. Đặc biệt, người kinh doanh được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến tuổi Sửu choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình. Chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm, việc hợp với người khác chưa chắc bạn đã thành công nếu làm theo. Chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu. Có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Sửu thu tiền về túi, song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân. 4. Tử vi tình duyên tuổi Sửu năm 2023. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Sửu.
người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình. Cơ hội không thiếu, nhưng thành bại lại phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng đón nhận hay không. Tất nhiên, bạn vẫn cần thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng đừng quá khắt khe kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình. Đặc biệt, trong năm có dịch mã thôi thúc sự dịch chuyển, đi lại, rất có thể con giáp này cũng đón nhận những mối duyên bất ngờ trong các chuyến đi đó. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch một mình hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại thư giãn đầu óc, vì biết đâu nhân duyên mà bạn vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở những dịp như vậy. Việc có người đồng hành chung bước sẽ khiến bạn thêm hăng hái phát triển bản thân, nên hãy thử cho đôi bên cơ hội xem sao nhé. Với người đã có đôi, năm 2023 sẽ là giai đoạn để hai bạn củng cố mối quan hệ của mình. Một số bạn có thể đi tới quyết định kết hôn khi thấy tình cảm đã chín mùi. Cũng vẫn có những bất đồng còn tồn tại, nhưng quan trọng là cả hai học được cách bao dung và sẻ chia với nhau để cùng tiến tới một nấc thang mới. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên, do có sao quả tú chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý phẫn uất chiếu mệnh, nên nếu giữa vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày dễ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Năm tử vi sức khỏe tuổi Sửu năm 2023. Phương diện sức khỏe của tuổi Sửu trong năm 2023 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là bạn cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp, giúp cơ thể được sạc lại tim. Bên cạnh bản thân, con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điếu khách chiếu mệnh chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này.